chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đầu giờ sáng nay 20 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, do nằm sâu trong khối không khí lạnh, nên đêm qua các tỉnh Bắc Bộ trời phổ biến ít mưa và tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng và trung du từ 14 đến 17 độ. Riêng vùng núi, nền nhiệt thấp hơn từ 2 cho đến 3 độ. Trong đó, vùng núi cao như Sìn Hồ, Sapa, Mẫu Sơn, Trùng Khánh, trời rét buốt với nhiệt độ xuống dưới 9 độ. Bên cạnh đó, một số nơi đã xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào khoảng thời gian từ nửa đêm đến sáng. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đã giảm mưa, nhưng khu vực Trung Trung Bộ vẫn còn có mưa ở nhiều nơi, tuy nhiên thì lượng mưa cũng đã giảm so với ngày hôm qua. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và khu vực giữa Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Thưa quý vị, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khiến cho các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa nằm sâu trong khối không khí lục địa có bản chất khô. Do vậy, độ ẩm giảm dần và hầu như không có mưa. Sáng sớm có sương mù nhưng chỉ trong vài giờ đầu buổi sáng, sương mù sẽ tan nhanh. Nền nhiệt trên toàn khu vực có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Riêng khu vực hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên ít chịu tác động của không khí lạnh nên có nhiệt độ cao từ 24 đến 27 độ. Về đêm thì nhiệt độ giảm xuống phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi nhiệt độ từ 11 đến 14 độ. Đới gió đông bắc của rìa phía nam khối không khí lạnh đã được tăng cường xuống các tỉnh Trung Trung Bộ. Do kết hợp với địa hình chắn gió khiến cho toàn khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa, một số nơi có thể có lượng mưa khá. Nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần, cao nhất vào ban ngày hầu hết dưới 28 độ. Ban đêm nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Các tỉnh phía Bắc trời rét với nhiệt độ dao động từ 16 đến 19 độ. Các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió đông bắc không mạnh mẽ nên trời ít mưa. Toàn khu vực chỉ có mưa ở một vài nơi, lượng mưa không lớn, ban ngày trời có nắng nhưng nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Khu vực ngoại khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau hiện có gió đông bắc đạt cấp 6, giật cấp 7. Tàu thuyền đánh bắt trên biển hoặc tuyến giao thông đường thủy từ đất liền ra các đảo cần hết sức thận trọng trong điều kiện sóng lớn gây biển động. Theo như dự báo, xu thế trong 48 đến 72 giờ tới, thì lưỡi cao lạnh lục địa di chuyển dần ra phía đông và suy yếu. Do vậy, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, nền nhiệt tăng dần sau đến cuối tuần, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại. Các tỉnh miền Bắc đón Noel trong tiết trời rét, có nơi rét đậm. Các tỉnh ven biển Trung Bộ mưa cũng có xu hướng giảm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, phía Bắc có mưa ở vài nơi, phía Nam có mưa rải rác với gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3 trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, nhiều mây có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin sẽ là những dự báo cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ nền nhiệt tăng và trời ấm dần lên. Các tỉnh ven biển miền Trung giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng. Bản tin thời tiết sáng nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.